trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng đến với tiết mục hát văn với giai điệu Mừng xã Lý Thường Kiệt đón nhận nông thôn mới, sáng tác lời Nguyễn Đức Quang qua phần trình bày của Minh Thành đến từ đội văn nghệ thôn Đồng Mỹ. Xin mời quý vị chúng ta cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón tiết mục hát văn. Này bà con ơi, sao quê hương nay sắp rồi hết.